Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Vì Văn Toán đánh tiếng bắt cóc Duyên, mối quan hệ bí ẩn với mẹ nữ sinh. Lý do Vì Văn Toán không hé răng nửa lời về mối quan hệ với bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại ở Điện Biên, đang được cơ quan điều tra đấu tranh làm rõ. Vạch trần mối quan hệ bí ẩn. Khi cơ quan điều tra bắt giữ Vì Văn Toán, nghi phạm liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên, sinh năm 1997, cách đây 4 tháng. Trên một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin về việc Toán khai bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh trước đây, cùng làm ăn và nợ 300 triệu đồng. Sau khi ra tù, Toán thuê Bùi Văn Công và 5 đối tượng khác bắt cóc con gái bà Hiền để gây áp lực buộc trả nợ. Trước những thông tin trên, bà Trần Thị Hiền, sinh năm 1975, ở đội 5 xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỏ ra rất bức xúc. Bà Hiền ra sức khẳng định không quen biết, từ trước tới nay chưa hề gặp các đối tượng này, cũng như vay của ai bất cứ đồng nào. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, tháo gỡ các nút thắt của vụ án, vừa qua cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam Trần Thị Hiền vì liên quan đến ma túy. Bằng các chứng cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra từng bước làm rõ mối quan hệ của Vì Văn Toán, sinh năm 1982 ở huyện Điện Biên, và mẹ nữ sinh xấu số Cao Mỹ Duyên. Qua đấu tranh khai thác, Vì Văn Toán và một số đối tượng trong nhóm, cơ quan cảnh sát điều tra có đủ cơ sở khẳng định bà Trần Thị Hiền tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Bà ta có mối quan hệ làm ăn với Vì Văn Toán và vợ là Vì Thị Thu bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy từ trước khi đối tượng này đi tù. Toán đi tù 10 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới ra trại giữa năm 2018. Thời điểm đó và cả ngay khi ra tòa, Toán không hé răng nửa lời về mối quan hệ với bà Trần Thị Hiền. Sau khi ra tù, Toán có nhắc lại với bà Hiền về số tiền 300 triệu đồng liên quan đến buôn bán ma túy trước đó, nhưng bà Hiền không đưa tiền cho Toán. Bực tức vì không lấy được tiền, Toán nghĩ cách bắt cóc Cao Mỹ Duyên, con gái bà Hiền, để gây sức ép. Toán cho đàn em liên hệ với bà Hiền, thế nhưng thay vì đưa tiền để cứu con gái, mẹ nữ sinh lại chỉ lên mạng livestream khóc lóc nhờ cộng đồng mạng tìm giúp con gái. Theo cơ quan điều tra, người phụ nữ này có biết việc Toán bắt cóc con gái nhưng khai báo thiếu trung thực, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Hành vi không trung thực của người mẹ. Toán và nhóm đối tượng khai bà Hiền là bạn làm ăn trong đường dây ma túy từ Lào về Điện Biên. Toán nhiều lần cung cấp hàng trắng heroin cho bà này. Đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng Trần Thị Hiền trong thời gian gần đây. Trong đó có phi vụ giao dịch thành công 2 bánh heroin với nhóm Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng. Việc Toán không hé răng nửa lời về mối quan hệ với bà Trần Thị Hiền cho cơ quan chức năng, thời điểm trước khi đi tù, cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh làm rõ. Với những tình tiết bất ngờ này, dư luận bày tỏ sự bức xúc, thậm chí phẫn nộ vì hành vi không trung thực của người mẹ. Nhiều người hàng xóm của bà Hiền cho biết sự căm phẫn uất ức của họ ở vụ án này giờ không còn xoay quanh 9 đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ trước đó, bởi ai phạm tội sẽ có pháp luật xử lý. Điều họ bất bình chính là ở thông tin bà Trần Thị Hiền, mẹ của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên, bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ, xác nhận có liên quan đến đường dây ma túy gây ra cái chết của chính con gái mình. Theo những người dân, tình tiết mới này không gây quá nhiều bất ngờ, bởi nó đã nằm trong dự đoán của họ ngay khi chuyên án của cơ quan điều tra bắt đầu triển khai. Liên quan đến vụ án, trả lời báo chí, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khẳng định không có chuyện đối tượng Vì Văn Toán thuê các đối tượng còn lại bắt cóc nữ sinh, mà tất cả chúng đều nằm trong một đường dây. Mọi âm mưu đã được chúng lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong quá trình làm ăn, mua bán ma túy với nhau thì có chuyện làm ăn không sòng phẳng dẫn đến việc các đối tượng trả thù lẫn nhau. Còn cơ quan điều tra phải làm rõ thêm một số tình tiết, một số nội dung nữa. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất.